nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, mối tình đầu tiên và duy nhất. Là một người phụ nữ đẹp, nhưng cả cuộc đời của mình, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang chỉ có duy nhất một mối tình. Người đàn ông may mắn, đó là cố giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Trà Giang nổi tiếng từ rất sớm nên được nhiều người biết tới. Ngày trẻ, có không ít người đàn ông ngưỡng mộ nhan sắc của bà. Bà không đẹp rực rỡ, nhưng vẻ đẹp của bà là vẻ đẹp mà càng nhìn người ta càng cảm thấy đi vào lòng người. Thời ấy trong đoàn làm phim, rất nhiều nghệ sĩ, quay phim, đạo diễn ngỏ ý với Trà Giang. Nhưng cuối cùng, bà lại chọn Bích Ngọc. Với nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, điều khiến bà yêu và cảm phục nhất ở chồng mình chính là ý chí bền bỉ và sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai con người. Ngày trẻ, Bích Ngọc làm việc trong đoàn văn công của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh, cha của Trà Giang. Tuy là một diễn viên múa, nhưng Bích Ngọc lại say mê âm nhạc. Để học nhạc, người ta thường phải học từ năm 7 đến 8 tuổi. Nhưng Bích Ngọc đến tận năm 14-15 tuổi mới học, mà toàn tự học một mình. Nhưng chàng thanh niên Bích Ngọc đã học một cách bền bỉ, say mê, mỗi khi có thời gian rảnh là lại cầm đàn ra kéo. Nhờ sự kiên trì đó mà sau này Bích Ngọc có được sự thành công với con đường âm nhạc mà mình đã chọn, trở thành một nghệ sĩ violon xuất sắc và là người đào tạo ra nhiều nghệ sĩ violon có tên tuổi ở Việt Nam. Thời gian học tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky, khi bộ phim Chị Tư Hậu do Trà Giang đóng vai chính được mang sang Liên Xô cũ chiếu tại liên hoan phim, Bích Ngọc đã vô cùng ấn tượng với cô diễn viên có đôi mắt biết nói trong phim. Anh nhanh chóng nhận ra đó chính là cô con gái nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh, sếp cũ của mình khi anh còn đang công tác tại đoàn văn công Liên Khu 5. Ngay khi xem bộ phim đó, Bích Ngọc dường như đã thầm thương trộm nhớ Trà Giang. Sau này, khi về Việt Nam, Bích Ngọc đã nhiều lần tìm cách gặp Trà Giang nhưng không tìm được. Thế nhưng, duyên số sắp đặt thế nào mà có một lần Bích Ngọc và Trà Giang lại tình cờ chạm mặt nhau khi cùng đến thăm bạn tại đường Trần Phú. Sau lần gặp gỡ bất ngờ đó, Bích Ngọc và Trà Giang thường xuyên liên lạc với nhau. Năm 1964, khi Bích Ngọc tham gia cuộc biểu tình chống Mỹ tại Moscow bị thương nhân sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964, Trà Giang đã viết thư sang động viên Bích Ngọc với những lời lẽ quan tâm và sự bày tỏ lo lắng. Sau lá thư đó, họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Năm 1966, khi Bích Ngọc trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp Học viện âm nhạc Tchaikovsky, tình yêu giữa Bích Ngọc và Trà Giang càng được thắt chặt. Năm 1967, trước khi Bích Ngọc quay trở lại Liên Xô học nghiên cứu sinh, Trà Giang và Bích Ngọc đã quyết định làm đám cưới. Đám cưới của họ diễn ra vào năm 1967 là một đám cưới giản dị đến bất ngờ. Ngày đó, ai cũng nghĩ là một nữ diễn viên nổi tiếng như Trà Giang thì sẽ phải làm một đám cưới trang trọng, linh đình. Nhưng chị lại chọn cách tổ chức đám cưới ấm cúng, giản dị. Bởi khi đó, thấy hoàn cảnh đất nước chiến tranh, cha thì đi chiến trường, mẹ thì vất vả nuôi hai em nhỏ, nên Trà Giang không muốn đám cưới của mình quá phô trương, rình rang, quá mức cần thiết. Ngày đi lấy chồng, bà nhờ mẹ làm cho bữa cơm mời khách với đại diện gia đình hai bên và vài bạn bè thân thiết của Trà Giang. Trong lễ cưới, cô dâu mặc quần lụa đen, áo sơ mi hồng giản dị. Còn nhớ hôm đó, đúng bữa cơm thân mật mừng đám cưới, giặc Mỹ ném bom bất ngờ nên tất cả mọi người tham dự đám cưới, từ cô dâu, chú rể đến gia đình, bạn bè hai bên đều phải chui xuống hầm trú ẩn, đợi máy bay Mỹ hết ném bom mới dám đi lên. Khoảng lặng bình yên sau bão tố. Sau khi kết hôn, Trà Giang và Bích Ngọc được phân cho một căn phòng nhỏ chừng 9m2, nguyên là phòng dựng phim của hãng phim truyện, sau khi bộ phận dựng phim chuyển về số 4 Thụy Khuê. Cả căn phòng nhỏ 9m2 đó chỉ có một cái bàn, một cái chạn bát, một cái giường và một cái tủ quần áo. Căn phòng chật chội đến nỗi, để có chỗ để chạn bát, Bích Ngọc và Trà Giang phải cơi nới thêm ra một góc nhỏ ở đầu nhà. Còn mỗi lần muốn lấy quần áo treo trong tủ thì phải treo hẳn lên giường để lấy vì không có chỗ đứng. Căn phòng không có bếp, mọi việc nấu nướng đều phải chung với các gia đình khác trong căn bếp tập thể của cả khu. Ngày đó, đời sống nghệ sĩ vô cùng khó khăn.
Ngay cả Trà Giang, một nữ diễn viên nổi tiếng cũng không phải ngoại lệ. Sau khi cô con gái Bích Trà, con gái đầu lòng và cũng là duy nhất của vợ chồng Trà Giang, Bích Ngọc chào đời, cuộc sống của gia đình Trà Giang càng thêm vất vả. Muốn mua cho con một cây đàn dương cầm, nhưng phải dành dụm rất nhiều năm, vợ chồng Trà Giang, Bích Ngọc mới có đủ số tiền để thực hiện ước mơ đó. Thế nhưng tất cả những khó khăn đó không làm cho tình yêu của vợ chồng Trà Giang, Bích Ngọc thay đổi. Đến cuối đời, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm yêu thương, chân thành và say đắm. Sống với chồng mấy chục năm trời, điều mà nghệ sĩ nhân dân Trà Giang trân trọng và yêu thương nhất ở chồng mình chính là tính cách điềm đạm, ít nói nhưng tình cảm và sự hết lòng chăm lo cho vợ con của chồng. Hai vợ chồng bà sống với nhau rất tình cảm nhưng chân thành và không hề màu mè. Sự đồng điệu về tâm hồn đã khiến họ gắn bó suốt mấy chục năm trời, cho đến khi giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Bích Ngọc ra đi vì bạo bệnh cách đây hơn 10 năm. Đến giờ, nhắc đến chồng mình, nhớ đến những kỷ niệm về chồng, nhớ đến sự quan tâm của người chồng quá cố, bà vẫn rơi nước mắt. Sự ra đi của Bích Ngọc đã để lại trong lòng Trà Giang một nỗi trống vắng không thể bù đắp được. Ngay trước lúc mất, trên giường bệnh, Bích Ngọc vẫn nắm tay Trà Giang và nói: "Anh còn làm được gì cho em và con thì anh sẽ làm." Cho đến tận phút cuối cùng sống cạnh nhau, bà vẫn luôn cảm động về tình yêu mà bà nhận được từ người chồng tuyệt vời của mình. Những ngày sau khi chồng mất, Trà Giang thường đi đi lại lại trong căn nhà quen thuộc và đầy ắp kỷ niệm của mình. Có những lúc bà cảm thấy tưởng như không thể lấy lại thăng bằng. Khi chồng còn sống, bà đi tập thể dục buổi sáng hay đi bách bộ buổi chiều cũng đều có chồng bên cạnh sóng đôi. Bà nấu cơm hay ăn cơm cũng có chồng bên cạnh. Bà dọn dẹp nhà cửa cũng có chồng giúp đỡ. Khi ông mất, bà nhận ra chỉ còn một mình, cô đơn, bơ vơ. Và nếu lúc đó không có hội họa làm bầu bạn, bà khó lòng mà có thể sống tiếp và vượt qua nỗi đau lớn nhất của đời mình. Con gái Bích Trà đã trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, là niềm tự hào vô cùng của bà. Bích Trà cũng là nhân vật quen thuộc trong tác phẩm hội họa của Trà Giang, là tình yêu và niềm an ủi của bà sau khi chồng qua đời. Giờ bà không còn xuất hiện trước công chúng nhiều mà ẩn mình trong căn nhà của mình giữa Sài Gòn rộng lớn, dành thời gian cho hội họa và cho những nỗi nhớ thương của riêng mình. Trong khoảng không gian riêng của mình, bà tìm được sự bình yên cho tâm hồn sau những nỗi đau đã qua. Với giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1973 và mới đây là giải thưởng vinh danh trọn đời do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2007 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác, đã khẳng định sự cống hiến của Trà Giang cho nền điện ảnh nước nhà. Cho đến bây giờ, Trà Giang vẫn luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn và thầm biết ơn chồng, một người điềm đạm, ít nói, sống giàu tình cảm, hết lòng chăm lo cho vợ con. Những điều đó chỉ những người thân mới thực sự cảm nhận hết được. Trà Giang cho rằng cái níu giữ tình cảm bền chặt giữa vợ chồng bà tạo nên một tình yêu vĩnh cửu, đó là sự chân thành của hai tâm hồn đồng điệu dành cho nhau, sống không màu mè kiểu cách. Chẳng vậy mà khi Bích Trà mới đi học ở nước ngoài năm thứ nhất, còn bé nhỏ đã viết thư về cảm ơn ba mẹ đã truyền cho con nhân cách. Đã lâu rồi, kể từ ngày người có ý nghĩa to lớn nhất trong cuộc đời Trà Giang không còn nữa, bà tìm đến với hội họa như là cách để giải tỏa bớt đi nỗi buồn, nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Mỗi lần tìm được gam màu truyền tải cảm xúc là một nỗi niềm vui nho nhỏ khó cắt nghĩa được của bà. Giờ đây, bà tìm sự yên bình trong mỗi bức tranh và niềm vui bên đại gia đình chung của bà, nơi có gia đình em gái, ba mẹ, hai cụ tuổi đã cao nhưng vẫn rất đẹp lão, minh mẫn, và cả con gái Bích Trà, niềm tự hào của Trà Giang nữa.